tăng lên từ từ và bắt đầu từ câu số 6 bạn có thêm tình trạng thứ tư là tư vấn giả chủ. Câu hỏi thứ 6. Mai Đình Hồng Thái gây ra tân trào trong bài thơ Việt Bắc của Tô Định là những địa danh của tỉnh nào? A. Hà Giang, B. Tuyên Quang, C. Cao Bằng, D. Lạng Sơn. Lúc mà vừa mới đọc câu hỏi thì em có nghĩ ngay đến Lạng Sơn. Hồng Thái thì em không chắc lắm, nhưng mà em nhớ tân trào là Lạng Sơn. Tân trào là Thượng Diên, tân trào Tuyên Quang. Cái là tân trào Tuyên Quang. Thực sự là em vẫn đang phân vân giữa Cao Bằng và Lạng Sơn. Cao Bằng B, bố là chữ B rồi. Chắc chắn A và B không phải rồi. Ok. Hành đấy, làm cái hành cho máu đi con. Lên sớm. Và cũng đã có trường hợp người chơi không sử dụng bất kỳ sự trợ giúp nào và ra về cũng chỉ không trả lời. Còn nguyên bốn sự trợ giúp nếu như trả lời sai. Và không có cơ hội nào. Cho bà, cho bà. Bà ăn xong rồi bà không lấy đâu. Có lẽ là em sẽ sử dụng một sự trợ giúp ạ. Đó là sự trợ giúp nào? Đó là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Vâng. Chúng tôi xin đọc câu hỏi các phương án trả lời để khán giả trong trường quay trợ giúp bạn Hoàng Thu Thủy. Mái Đình Hồng Thái gây đa tân trào trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu là những địa danh thuộc tỉnh nào? A. Hà Giang, B. Tuyên Quang, C. Cao Bằng, D. Lạng Sơn. Xin mời khán giả. Tuyên Quang, B. Nó nổi trội. 8% chọn phương án A, 55% chọn phương án B, 24% chọn phương án C và 13% chọn phương án D. Quả thật là không ngờ tới ạ. Là vì sao ạ? Vì em cảm thấy là 55%, 24%, 13% và 8%, tức là em không chắc được tất cả các khán giả đều. Thế thì xuống đi cho nhanh con nhé. Nên có 55%. 55 là số nhiều là gì nữa? Là quá. Có lẽ là lời đầu tiên thì...